9. Phẩm thanh tịnh. Bấy giờ Xá Lợi Tử bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế rất là sâu xa. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế là ánh sáng lớn. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế là không đắc, không hiện quán. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế không có sự phát sanh. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế chẳng sanh ba cõi. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế không hiểu không biết. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, thanh tịnh như thế không biết sắc, cũng không biết thọ tưởng hành thức. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vì rất thanh tịnh, không tổn không ích, trí nhất thiết. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Xá Lợi Tử bạch: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa vì rất thanh tịnh, không thù không xả tất cả pháp. Phật dạy: Đúng vậy, vì rất thanh tịnh. Bấy giờ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên sắc thọ tưởng hành thức cũng thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên quả cũng thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên trí nhất thiết cũng thanh tịnh. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, ngã thanh tịnh nên không đắc không hiện quán. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, ngã không biên giới nên sắc thọ tưởng hành thức cũng không biên giới. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát luôn hiểu biết như thế thì đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng phải bờ này, chẳng phải bờ kia, chẳng phải trung gian. Phật dạy: Đúng vậy, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện Hiện lại bạch: Bạch Thế Tôn, nếu các Bồ Tát phát sanh tưởng như thế thì bỏ xa Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phật dạy: Hay thay, hay thay Thiện Hiện, các Bồ Tát này chấp trước danh, chấp trước tướng. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, hy hữu thay. Bạch Thế Tôn, ngài vì Bồ Tát chỉ dạy phân biệt rốt ráo tướng chấp trước Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa. Khi ấy Xá Lợi Tử hỏi Thiện Hiện: Thế nào là Bồ Tát phát sanh tướng chấp trước Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa? Thiện Hiện thưa: Nếu các Bồ Tát bảo sắc là không thì gọi là chấp trước, bảo thọ tưởng hành thức là không thì gọi là chấp trước, bảo pháp ba đời là pháp ba đời thì gọi là chấp trước. Nghĩa là các Bồ Tát từ khi mới phát tâm vô lượng phước phát sanh thì gọi là chấp trước. Lúc ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện: Do nhân duyên nào như thế cũng gọi là chấp trước? Thiện Hiện thưa: Vì có chấp tâm nên cho là tâm chấp này có thể hồi hướng vô thượng Bồ Đà nên gọi là chấp trước. Kiểu thi ca bản tánh của tâm là không, không thể hồi hướng. Nếu các Bồ Tát muốn dạy người khác hướng tới Đại Bồ Đà thì nên theo thật tướng để chỉ bày khuyến khích, dẫn dắt, khen ngợi, khích lệ, chúc mừng, không tổn hại mình, cũng không tổn hại người khác. Trừ Phật Thế Tôn đồng chấp nhận vì xa lìa tất cả phân biệt chấp trước. Bấy giờ Thế Tôn khen Thiện Hiện: Lành thay, ông có thể giảng thuyết phân biệt cho các Bồ Tát về tướng chấp trước, làm cho các Bồ Tát hiểu biết rõ để xa lìa. Lại có các chấp trước nhỏ nhiệm khác sẽ nói cho ông nên lắng nghe. Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn chỉ dạy. Phật bảo Thiện Hiện: Nếu thiện nam tử trụ Bồ Tát thừa vân vân ở chỗ chư Phật chấp thủ tướng nhớ nghĩ thì tùy theo tướng đã chấp thủ đều gọi là chấp trước. Nếu ở trong pháp vô lậu của chư Phật Thế Tôn ba đời càng sanh tùy hỷ rồi hồi hướng Bồ Đề cho các hữu tình thì cũng gọi là chấp trước. Vì thật tánh các pháp chẳng phải bao gồm ba đời, chẳng thể chấp thủ tướng, chẳng thể phan duyên, cũng không có việc thấy, nghe, hiểu biết, chẳng thể hồi hướng vô thượng chánh giác. Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, thật tánh các pháp rất là sâu xa. Phật dạy: Đúng vậy, vì bản tánh ly. Thiện Hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế đều nên kính lễ. Phật dạy: Đúng vậy, vì pháp tánh không tạo tác, không giác tri. Thiện Hiện bạch: Bạch Thế Tôn, bản tánh của các pháp không có sự tạo tác, không có sự giác tri ư? Phật dạy, đúng vậy, bản tánh các pháp chỉ có một, không hai, không tạo, không tác, chẳng thể giác chi, chẳng thể phân biệt. Nếu các Bồ Tát biết như thế thì có thể xa lìa tất cả chấp trước. Thiện Hiện lại bạch, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế khó có thể hiểu rõ được. Phật dạy, đúng vậy, vì không có người hiểu biết. Thiện Hiện lại bạch, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế chẳng thể nghĩ bàn. Phật dạy, đúng vậy, vì chẳng phải tâm sở có thể biết. Thiện Hiện bạch, Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế không có sự tạo tác. Phật dạy, đúng vậy, vì các sự tạo tác không thể đắc vậy. Thiện Hiện lại hỏi, Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế nào? Phật dạy, nếu Bồ Tát không hành sắc cũng không hành thọ tưởng hành thức thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu không hành không của sắc cũng không hành không của thọ tưởng hành thức thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu không hành tướng chẳng viên mãn của sắc cũng không hành tướng chẳng viên mãn của thọ tưởng hành thức thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Vì sao? Vì sắc chẳng viên mãn tức là chẳng phải sắc, thọ tưởng hành thức chẳng viên mãn tức là chẳng phải thọ tưởng hành thức. Nếu không hành như thế thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Khi ấy Thiện Hiện bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thật lạ thay, Bạch Thiện Thệ, thật hy hữu thay, ngài có thể chấp trước mà nói tướng không chấp trước. Phật bảo Thiện Hiện, nếu không hành tướng giác thọ tưởng hành thức không chấp trước thì chính là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nếu các Bồ Tát luôn hành như thế thì đối với các sắc thọ tưởng hành thức không sanh chấp trước, đối với quả dự lưu cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề không sanh chấp trước. Vì sao? Vì vượt tất cả chấp trước, sự không ngăn ngại gọi là trí nhất thiết. Như vậy này Thiện Hiện, nếu Bồ Tát muốn vượt qua các chấp trước thì nên hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, Bạch Thế Tôn, thật hy hữu, pháp tánh sâu xa, nếu nói hay chẳng nói đều không tăng giảm. Phật bảo Thiện Hiện, đúng như vậy, đúng như vậy. Ví như hư không, giả sử trọn đời chư Phật hoặc khen hoặc chê, nhưng hư không vẫn không tăng không giảm. Pháp tánh sâu xa cũng như thế, nói hay chẳng nói đều không tăng không giảm. Ví như người được biến hóa, ngay khi được khen hay chê, không vui không buồn, chẳng tăng chẳng giảm. Pháp tánh sâu xa cũng như thế, nói hay chẳng nói vẫn như xưa, không khác. Cụ thọ Thiện Hiện bạch Phật, Bạch Thế Tôn, các chúng Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa là việc làm rất là khó. Nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa hoặc tu hay chẳng tu vẫn không tăng không giảm, không tấn không thối. Các chúng Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa như tu hư không, hoàn toàn không sở hữu. Các chúng Bồ Tát hữu tình chúng ta đều nên kính lễ tôn trọng khen ngợi. Vì sao? Vì các chúng Bồ Tát độ hữu tình nên mặc áo giáp công đức, như có người mặc áo giáp bền chắc muốn chiến đấu với hư không. Các chúng Bồ Tát vì độ hữu tình nên mặc áo giáp công đức, như có người khỏe mạnh muốn nắm lấy hư không để ở chỗ cao đẹp. Các chúng Bồ Tát vì các loài hữu tình như hư không cầu thẳng tới quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, gọi là đại dõng mãnh, đại tinh tấn Ba La Mật Đa. Khi đó có bí xô nghĩ nên kính lễ Bát Nhã Ba La Mật Đa, vì trong đó hoàn toàn không có các pháp sanh diệt. Lúc ấy trời Đế Thích hỏi Thiện Hiện, Bồ Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì phải học như thế nào? Thiện Hiện thưa, Bồ Tát muốn học Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa nên như hư không siêng năng tinh tấn tu học. Trời Đế Thích lại bạch Phật, Bạch Thế Tôn, nếu các hữu tình học Bát Nhã Ba La Mật Đa thì làm sao bảo vệ? Thiện Hiện bảo Đế Thích, ông thấy pháp ấy có thể bảo hộ được không? Thiền Đế Thích bạch, Bạch Đại Đức, không. Thiện Hiện bảo, nếu các Bồ Tát đúng như Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa giảng thuyết mà hành thì chính là bảo hộ, nếu lìa Bát Nhã Ba La Mật Đa thì nhân phi nhân vân vân đều được tiện lợi. Kiểu thi ca, người nào muốn bảo vệ các Bồ Tát thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa thì chẳng khác gì có người phát tâm tinh tấn bảo vệ hư không, chẳng luống cuồng